là hội đồng quản trị và các chủ tịch các câu lạc bộ chưa hài lòng và không hài lòng với công tác phân công trọng tài và chất lượng trọng tài trong các vòng đấu vừa qua. Hội đồng quản trị công ty yêu cầu ban tổ chức giải làm việc với ban trọng tài rút kinh nghiệm một cách sâu sắc trong cái việc phân công trọng tài và lưu ý một số điểm để có thể việc phân công trọng tài và điều hành công tác trọng tài được tốt hơn. Ví dụ, chúng tôi không coi trọng cái việc trọng tài vùng miền mà cần coi trọng là trọng tài đó có trình độ hay không có trình độ. Đấy là một điểm gợi ý nhất. Điểm gợi ý thứ hai là hội đồng trọng tài có quyền phân công trọng tài, nhưng ban tổ chức giải và người đứng đầu là anh Ly và anh Bằng là người có quyền không đồng ý nhận những trọng tài mà có những biểu hiện điều hành giải không tốt, được quyền tham gia bắt các trận sau. Tức là chúng tôi có quyền từ chối sử dụng các trọng tài đó. Cái thứ ba, hàng tháng là đề nghị ban tổ chức giải cho bình chọn, là cùng phối hợp với ban trọng tài lựa chọn ra cái tổ trọng tài điều hành tốt nhất trong tháng để khen thưởng. Cái thứ tư là yêu cầu ban tổ chức giải cùng với lực lượng giám sát tổ chức chấm điểm một cách kỹ càng các cái trọng tài và để đưa vào hồ sơ lý lịch các trọng tài đó có từng tháng, từng mùa giải có cái đánh giá về trọng tài đó để có kế hoạch sử dụng trong các mùa giải tiếp theo. Cái thứ năm là nếu khi mà được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chuyển giao chính thức cái quyền điều hành giải, chúng tôi sẽ đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho phép thành lập cái tiểu ban trọng tài của các giải do công ty VFF quản lý để chúng tôi trực tiếp điều hành cho đội ngũ trọng tài này. Năm cái nội dung này chúng tôi cũng đã thảo luận, nhất trí và xin ý kiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước vận tại buổi họp sáng nay.